lịch sử để lại, đúng không? Tiền ăn này là 25.000 một bữa là lịch sử để lại. Vậy những công ty không có lịch sử mới startup thì bắt đầu người ta đi tìm hiểu các công ty đã vận hành để người ta nhờ cái lịch sử của người ta để đưa ra cái lịch sử của mình và cộng thêm chi phí phát sinh vì mình là startup. Anh em hiểu không? Thế cho nên là startup Việt Nam là không đi tìm lịch sử của các công ty mà gì? Ngồi nghĩ cũng được, nhưng mà thường là nghĩ mà sai một phát là đóng cửa rồi. Và sang phát thứ hai thì có lịch sử, mà chú nào mà ngu nữa là sang phát thứ ba mới có lịch sử thì cũng tốt mà. Tức là vấn đề học 1 năm một lớp cũng được mà 3 năm một lớp cũng được, miễn là đến đâu. Được hả? Thực ra là nếu áp dụng startup cũng được, với điều kiện là chú đã từng làm CEO cho các công ty khác và chú đã nhờ vào lịch sử chú làm CEO, đúng không? Cho nên chú điền vào đây thì là con số đấy, là tức là thành công hay thất bại là nhờ cái tỷ lệ chính xác ở đây cao hay thấp. Vì vậy nếu đã có lịch sử đo chính của mình, chính cái thương hiệu công ty của mình thì tỷ lệ đấy là gì? 100%. Nếu chú dựa vào lịch sử của công ty khác, bởi vì công ty kia nó ngồi nó nghĩ, các bạn là khách hàng nào mà mua sản phẩm của mình mà doanh số cao nhất thì gọi họ đến phát trò cái thăm, đến bốc thăm và chúng được gọi hát. Không, thế là 3 tháng vậy gì? Mấy tháng ấy bốc thăm một lần, thế là chúng cái xe cũng là một cách. Đấy, cái đấy ví dụ như thế. Thì cái này tóm lại là mình phát cho nó và nó nghĩ, mình không nghĩ. Mình chỉ hỏi là nếu mà mày đòi hơn cái chính sách này nữa, đúng không? Thì bắt giảm giá cho khách hàng, mà mày chơi được thì chơi. Làm sao tự nhiên ý thức của nó thôi không chi giảm giá nữa, đúng không? Và tất nhiên nó gắn. Thì trong cái chính sách này nó có cả công cụ dụng cụ cho mày. Cả máu làm sao? Nó phát xong nó quản lý. Ừ, tiết kiệm lắm một người vì máu của nó mà. Còn trước đây là máu của mình. Đấy. Rồi. Đấy, ví dụ đây là sẽ làm hết mà. Rồi, ok. Nhưng mà thực ra tôi không thích kể. Ừ, nếu mà ngồi kể chóng mặt nó cũng nhiều công ty lắm. Rồi, ok. Em dịch này. Đây này, tất cả các chi phí được đưa hết vào chi phí công cụ dụng cụ khác này. Đây là dành cho văn phòng này, 30%. Cái này có hành chính được tiêu này. Chi phí thuê vay tài chính ở bên này là kế toán nó đưa ra này. Đấy, chi phí nợ khó đòi này, phải đưa xác suất này. Nếu mà nợ khó đòi mà nó diễn ra 0,01%, có nghĩa là mình vẫn có lãi. Còn nếu mà anh em nó không ngồi sạch về cái nợ khó đòi này thì trả tiền công đòi nợ cho nó là 50-50, mình 50 nó 50. Thế là tự nhiên nó đi nó thẩm định công nợ, nó thẩm định rất kỹ trước khi nó cho nợ.